Trong cuộc họp mới đây về tổng kết chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố việc thi vào các trường trung học phổ thông chuyên năm 2025 sẽ theo hướng tích hợp, không còn theo môn độc lập như trước kia. Điều này khiến nhiều học sinh lớp 8, lứa đầu tiên của chương trình mới, có hướng thi vào chuyên với các môn tích hợp khá lung túng, chưa biết ôn tập ra sao trong giai đoạn tới. Mong muốn được vào chuyên sử trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, em Đoàn Khánh Vi đã dành thời gian để đi học thêm môn lịch sử mỗi tuần và mỗi ngày dành một tiếng đồng hồ để học thêm. Nhưng giờ phải thi cả tổ hợp lịch sử địa lý đã khiến em khá lo lắng. Khá là nhiều khó khăn trong cái việc mà áp dụng cả hai phân môn khi mà thi chuyên ấy ạ. Tại vì đơn giản là chuyên thì mình chỉ học chuyên về một phân môn thôi, mà kiểu một phát mà mình lại phải học thêm cả chuyên địa nữa thì nó khá là khó khăn, với cả gấp đôi như thế thì áp lực nó sẽ tăng lên gấp đôi ạ. Trước thông tin thay đổi, em Phạm Phú Minh cùng bố của mình đã phải ngồi lại để cùng tìm hiểu thông tin cũng như tính phương án thi cho mình. Mình cũng mong muốn sẽ học chuyên nhưng giờ cần phải thi theo tổ hợp khiến em khá ái ngại. Thi theo kiểu là tổ hợp cả 3 môn khoa học tự nhiên, lý hóa sinh. Mà nếu mà phải thi cả 3 môn như thế thì ở cái thời lượng và thời gian đầu tư thì nó cũng phải nhiều hơn và nó cũng sẽ khó hơn cho học sinh bọn con. Thì con nghĩ là con đang không biết là như nào để cho nó tốt nhất. Liên tiếp đạt các giải thưởng về lĩnh vực địa lý, em Nguyễn Khánh Huyền cũng mong muốn sẽ được tuyển vào trường chuyên với bộ môn này. Nhưng giờ, đó là đơn môn trong tổ hợp lịch sử địa lý. Do đó, em sẽ phải dự thi cả tổ hợp này để có thể vào trường chuyên. Thi chuyên thì sẽ có toán văn Anh với cả lịch sử địa lý. Thì em nghĩ là nếu mà đề ra môn địa nhiều hơn thì em có thể cao điểm hơn một chút ạ. Thấy là nếu mà học thi cả sử thì có hơi áp lực hơn một chút. Theo quy định mới, những thí sinh dự thi vào chuyên từ năm 2025 theo chương trình mới thì sẽ thi các tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội thay vì chỉ thi đơn môn như trước kia. Nghĩa là thay vì một môn thì các thí sinh sẽ phải dự thi cả 2 đến 3 đơn môn.